63 phẩm không phân biệt. Khi ấy trời Đế Thích thầm nghĩ, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, tu hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu hành 5 lại mắt, 6 phép thần thông, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng và trí nhất thiết tướng. Tu hành hạnh Đại Bồ Tát, tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống gì là chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các hữu tình nghe nói tên của trí nhất thiết trí, liền tin hiểu, còn được lợi ích trong loài người và được thọ mạng tên tuổi vượt hẳn thế gian, huống chi là phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc thường lắng nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Nếu các hữu tình có thể phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lắng nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì thu được công đức mà các hữu tình khác đều mong muốn và đều không thể sánh kịp. Sau khi suy nghĩ, trời Đế Thích liền giải hoa hương vi diệu của cõi trời, dâng cúng Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đại Bồ Tát. Sau khi giải hoa vị ấy nguyện, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân theo Bồ Tát thừa, mong đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì xin đem công đức thiện căn mà tôi đã tích tụ được, giúp cho vô thượng Phật Pháp trí nhất thiết trí mà người kia mong cầu, sớm được viên mãn. Xin đem công đức thiện căn mà tôi đã tích tụ giúp cho Pháp tự nhiên của người kia, Pháp vô lậu chân chánh mà người kia mong cầu mau được viên mãn. Xin đem thiện căn công đức mà tôi đã tích tụ giúp cho tất cả Pháp mà người kia muốn nghe sớm được viên mãn. Xin đem công đức thiện căn mà tôi đã tích tụ giúp cho người cầu thanh văn độc giác thừa cũng mau chóng đạt được ước nguyện. Sau khi nguyện xong, vị ấy liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thuộc Bồ Tát Thừa đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, con cũng chọn đời không sanh một ý niệm khác, làm cho người kia thối lui tâm Đại Bồ Đề. Con cũng không sanh một ý niệm khác, làm cho các vị Đại Bồ Tát nhàm chán, lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thối lui xuống địa vị thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát đã sạch tâm ưa thích quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, con nguyện cho tâm ấy tăng lên gấp bội và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện cho các Đại Bồ Tát kia sau khi đã thấy đủ loại khổ trong sanh tử, vì muốn làm lợi lạc thế gian thiên nhân A-tu-la, nên họ phát sanh nhiều đại nguyện kiên cố. Tôi đã tự vượt biển lớn sanh tử, cũng phải siêng năng giúp người chưa vượt qua được vượt qua. Ta đã tự mở dây trói sanh tử, cũng phải siêng năng mở trói cho những người chưa được mở. Ta đã tự an ổn đối với các nỗi sợ hãi sanh tử, cũng phải siêng năng làm cho người chưa an ổn được an ổn. Ta đã tự chứng đắc niết bàn rốt ráo, cũng phải siêng năng làm cho những người chưa chứng cũng chứng đắc. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phát tâm tùy hỷ đối với thiện căn công đức của Đại Bồ Tát mới phát tâm, thì được bao nhiêu phước đức? Phát tâm tùy hỷ đối với thiện căn công đức của Bồ Tát đã phát tâm từ lâu, thì được bao nhiêu phước đức? Phát tâm tùy hỷ đối với thiện căn công đức của Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì được bao nhiêu phước đức? Phát tâm tùy hỷ đối với thiện căn công đức của Bồ Tát còn bị ràng buộc trong một đời, thì được bao nhiêu phước đức? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, giới hạn của 4 đại châu thiên hạ còn có thể biết được, nhưng phước đức được sanh ra do tâm tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân này thì không thể lường được. Kiều Thi Ca, cho đến giới hạn của 3.000 đại thiên thế giới cũng có thể biết được, nhưng phước đức sanh ra do tâm tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân này thì không thể lường biết được. Kiều Thi Ca, giả sử 3.000 đại thiên thế giới là một biển lớn, có người lấy một sợi lông tước ra thành 100 sợi nhỏ, rồi đem đầu của một sợi nhỏ chấm vào nước biển lớn kia và lấy đó làm một đơn vị, còn có thể biết được số giọt nước trong biển tính theo đơn vị ấy. Nhưng phước đức do tâm tùy hỷ sanh ra của thiện nam tử thiện nữ nhân này thì không thể đo lường được. Khi ấy Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hữu tình nào không tùy hỷ với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát thì nên biết họ đều bị quỷ ám. Bạch Thế Tôn, nếu hữu tình nào không tùy hỷ với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát thì nên biết họ đều là bè đảng của ác ma. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình không tùy hỷ với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát thì nên biết họ đều từ cõi ma chết đi và sanh đến cõi này. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát mong đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các hạnh của Đại Bồ Tát, nếu các hữu tình tùy hỷ hồi hướng đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát ấy, thì đều có thể phá hoại tất cả cung điện và quyến thuộc của ma quân. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình trong thâm tâm kính mến Phật Pháp Tăng Bảo, sanh ra ở nơi nào cũng thường muốn gặp Phật, thường muốn nghe Pháp, thường thích gặp chúng Tăng, thì nên tùy hỷ với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát. Sau khi tùy hỷ, nên hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không nên sanh ý tưởng sai khác. Nếu được như thế thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích hữu tình, phá chúng ma quân. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát, nếu ở trong thâm tâm các hữu tình tùy hỷ và hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các hữu tình này sẽ mau viên mãn các hạnh của Đại Bồ Tát và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát, nếu trong thâm tâm các hữu tình tùy hỷ và hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các hữu tình này có oai lực lớn, thường hay phụng sự tất cả các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác và thiện tri thức, thường nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và biết rõ nghĩa lý. Kiểu Thi Ca, các hữu tình này thành tựu công đức thiện căn tùy hỷ và hồi hướng như vậy, nên sanh ở chỗ nào cũng thường được tất cả thế gian trời người Atula cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không thấy sắc xấu, không nghe tiếng dữ, không bị ngửi mùi hôi thối, không nếm vị dở, không tiếp xúc với những xúc chạm khó chịu, không nghĩ pháp ác, luôn thân cận chư Phật Thế Tôn, từ cõi Phật đến cõi Phật khác, gần gũi chư Phật, trồng các căn lành, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm cõi Phật. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các hữu tình này trong thâm tâm có thể tùy hỷ đối với vô số công đức thiện căn của Đại Bồ Tát, mới phát tâm để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong thâm tâm có thể tùy hỷ đối với vô số công đức thiện căn của Đại Bồ Tát, đã chứng sơ địa cho đến thập địa để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong thâm tâm có thể tùy hỷ với vô số công đức thiện căn của Đại Bồ Tát, còn bị ràng buộc trong một đời để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do nhân duyên này, căn lành của các hữu tình này ngày càng tăng và họ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sau khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, họ có thể làm lợi ích vô lượng, vô số vô biên các hữu tình cho đến đời vị lai, giúp họ nhập cảnh giới vô dư bát niết bàn. Do đó, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân Bồ Tát Thừa nên tùy hỷ đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát mới phát tâm. Đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát đã phát tâm từ lâu. Đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Và đối với công đức thiện căn của Đại Bồ Tát còn bị ràng buộc trong một đời để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lúc sanh tùy hỷ và hồi hướng, không nên chấp trước sự tùy hỷ hồi hướng ở ngay tâm hoặc lìa tâm, không nên chấp trước sự tu hành ở ngay tâm hoặc lìa tâm. Nếu ai có thể không chấp trước như vậy khi tùy hỷ hồi hướng và tu các hạnh của Đại Bồ Tát thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có thể làm lợi ích an lạc hữu tình cho đến tận đời vị lai, giúp họ đều an trụ vào niết bàn rốt ráo. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, các pháp như viễn cho đến các pháp giống như việc biến hóa. Làm sao Đại Bồ Tát có thể dùng tâm như viễn để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện: Ý ông nghĩ sao? Ông có thấy tâm như viễn của Đại Bồ Tát không? Thiện hiện đáp: Không thấy, thưa Thế Tôn, con không thấy huyễn hóa, cũng không thấy tâm như viễn. Phật dạy: Thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu ở nơi không có huyễn hóa, không có tâm như huyễn, ông có thấy tâm này có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện Hiện đáp, không thấy, thưa Thế Tôn, con hoàn toàn không thấy nơi nào không có huyễn hóa, không có tâm như huyễn, mà lại có tâm có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu ở nơi lìa huyễn hóa, lìa tâm như huyễn, ông thấy có pháp nào có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện Hiện đáp, không thấy, thưa Thế Tôn, con hoàn toàn không thấy có nơi nào lìa huyễn hóa, lìa tâm như huyễn, lại có pháp có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngay nơi tâm pháp hoặc lìa tâm pháp có thể nói pháp nào là có là không, bởi vì tất cả pháp đều hoàn toàn xa lìa. Nếu tất cả các pháp đều hoàn toàn xa lìa, thì không thể tạo ra pháp này là có, pháp kia là không. Nếu pháp không thể tạo ra là có là không, thì không thể nói là có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bởi vì chẳng phải pháp vô sở hữu có thể chứng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều có tánh vô sở hữu và không thể nắm bắt, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa hoàn toàn xa lìa, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không hoàn toàn xa lìa, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì hoàn toàn xa lìa, thánh đế khổ tập diệt đạo hoàn toàn xa lìa, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoàn toàn xa lìa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoàn toàn xa lìa, tám giải thoát cho đến 10 biến xứ hoàn toàn xa lìa, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoàn toàn xa lìa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa hoàn toàn xa lìa, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa hoàn toàn xa lìa, 5 loại mắt, 6 phép thần thông hoàn toàn xa lìa, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoàn toàn xa lìa, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả hoàn toàn xa lìa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoàn toàn xa lìa, tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát hoàn toàn xa lìa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật hoàn toàn xa lìa, trí nhất thiết trí hoàn toàn xa lìa. Bạch Thế Tôn, nếu là pháp hoàn toàn xa lìa, thì không nên tu, cũng không nên lìa bỏ pháp ấy, cũng không thể có sự làm phát sanh. Do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoàn toàn xa lìa, vì vậy cũng không thể có sự phát sanh đối với pháp. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã hoàn toàn xa lìa, thì vì sao lại nói các vị Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng hoàn toàn xa lìa, thì vì sao pháp xa lìa lại có thể chứng đắc pháp xa lìa? Vì vậy đúng ra không nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo Thiện Hiện, lành thay, đúng vậy, như lời ông nói. Vì sao? Thiện Hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa hoàn toàn xa lìa như vậy, cho đến tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát hoàn toàn xa lìa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật hoàn toàn xa lìa, trí nhất thiết trí cũng hoàn toàn xa lìa. Thiện Hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa hoàn toàn xa lìa, cho nên có thể nói sự chứng đắc của Đại Bồ Tát hoàn toàn xa lìa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí hoàn toàn xa lìa, nên có thể nói sự chứng đắc của Đại Bồ Tát hoàn toàn xa lìa, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải hoàn toàn xa lìa, thì chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến nếu trí nhất thiết trí chẳng phải hoàn toàn xa lìa, thì chẳng phải là trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa hoàn toàn xa lìa, nên được gọi là Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Như vậy cho đến do trí nhất thiết trí hoàn toàn xa lìa, nên được gọi là trí nhất thiết trí. Vì vậy, Thiện Hiện, chẳng phải các vị Đại Bồ Tát không dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện, tuy pháp viễn ly chẳng có thể chứng đắc pháp xa lìa, nhưng chẳng phải không cần dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, các đại Bồ Tát nào muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải thường siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Thưa Thế Tôn, pháp mà đại Bồ Tát thực hành đều có ý nghĩa sâu xa phải không? Phật bảo Thiện Hiện: Đúng vậy, đúng vậy, các pháp mà đại Bồ Tát thực hành đều có ý nghĩa rất sâu xa, khó thấy, khó hiểu. Chẳng phải là nơi có thể suy nghĩ, nằm ngoài cảnh giới có thể suy nghĩ, là sự chứng đắc kín đáo vi diệu bên trong của người trí không thể bày tỏ. Thiện Hiện nên biết các đại Bồ Tát có thể làm việc khó làm, tuy thực hành pháp có ý nghĩa sâu xa như vậy, nhưng họ có thể không cần chứng đắc pháp của thanh văn độc giác. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Theo con hiểu thì điều Phật nói có nghĩa là việc làm của các vị đại Bồ Tát không khó, không nên nói họ có thể làm việc khó làm. Vì sao? Vì ý nghĩ của pháp mà các đại Bồ Tát chứng được đều bất khả đắc. Việc có thể chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng bất khả đắc. Pháp được chứng đắc, người chứng, nơi chứng và lúc chứng cũng bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát quan sát các pháp là bất khả đắc, thì có ý nghĩa của pháp gì có thể là sự chứng? Có Bát Nhã Ba La Mật Đa nào có thể là năng chứng? Và có những pháp gì có thể tạo ra pháp được chứng, người chứng, nơi chứng, lúc chứng? Đã vậy thì làm sao có thể nắm bắt được? Do đâu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề còn không thể chứng được, huống chi là chứng đắc pháp của thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu thực hành như vậy thì gọi hạnh vô sở đắc của Bồ Tát. Bồ Tát nào có thể thực hành hạnh vô sở đắc này thì không chướng ngại đối với tất cả các pháp. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói pháp này, đại Bồ Tát nào không kinh sợ run rẩy, không buồn rầu hối hận, không hoang mang thối lui thì đó là thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, lúc thực hành như vậy, đại Bồ Tát này không thấy các tướng, không thấy mình làm, không thấy không làm, không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp mình thực hành, không thấy quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là chỗ chứng đắc của mình, cũng không thấy lúc chứng, nơi chứng. Bạch Thế Tôn, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại Bồ Tát này không nghĩ: Ta cách xa địa vị thanh văn độc giác, ta ở gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Giống như hư không không có nghĩ, ta